cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một món đồ uống rất là ngon, tuyệt vời và bổ dưỡng. Bởi vì gia đình bếp kỳ viên ăn chay của mình thì gia đình mình toàn là ăn chay, không có gì là chất dinh dưỡng hết. Cho nên một sáng tạo mới nữa là hôm nay mình sẽ làm một món bò cụm sữa. Và đây là bò cụm. Bò cụm của Thái nha các bạn. Hương vị của bò cụm nó, nếu mình uống bình thường nó gắt. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ chế biến cùng với sữa, sữa hộp. Và đây là sữa. Tất cả những cái nhãn hiệu của sữa hộp thì mình thích uống cái loại nào thì mình cứ mua loại đó thôi. Rồi là hôm nay mình dùng sữa của Malaysia. Một loại sữa cũng rất là ngon. Rồi. Đây là khoảng bao nhiêu sữa này nha các bạn. Cái này khoảng một phần. Rồi mình sẽ khui cái lon bò cụm. Đây. Đây là bò cụm của Thái. Mình sẽ cho bò cụm vào trong sữa, khuấy đều lên. Thường đó thì cái bò cụm này mình uống không, cái hương vị nó gắt, nó nồng lắm, có nhiều người họ không uống được luôn. Vì vậy mà ngày hôm nay mình sẽ chế bò cụm cùng với lại sữa. Mình cho hết lon bò cụm với một phần sữa cỡ khoảng một phân. Chúng ta sẽ cho đá vào nha. Rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi, mình có một ly nước uống rất là ngon, tuyệt vời, bổ dưỡng, đầy đủ chất dinh dưỡng. Chúng ta có thể làm cùng với steam, number one, hoặc là bò cụm. Coi như là nếu mình uống những cái loại không đó thì nó không ngon, nhưng mà mình uống với sữa nó rất là ngon. Như vậy là mời mọi người cùng thưởng thức một ly bò cụm sữa. Mình sáng tạo ra một món đồ uống thật là bổ dưỡng và ngon lành. Mời mọi người cùng thưởng thức. Chúc mọi người ngon miệng, an tâm than lạc, trí tuệ sáng suốt, đỏ minh mẫn. A Di Đà Phật.